Xin chào anh chị. Chào mừng anh chị đã trở lại với kênh YouTube của em. Và dành cho các anh chị lần đầu xem video thì em xin tự giới thiệu. Em là Đức, tư vấn bán hàng, hiện đang công tác tại Subaru Đà Nẵng, 1122 Ngô Quyền. Và hôm nay thì nhân một ngày đẹp trời, em Đức xin giới thiệu nhanh thôi nha đến anh chị. Chiếc xe thể thao rất là sexy, rất là phong cách, khác hẳn với vẻ ngoài thô ráp và đàn ông thường thấy của các mẫu xe nhà Subaru. Đó chính là chiếc BRZ phiên bản 2.4 AT-i-Sight, là phiên bản số tự động 6 cấp. Thì chiếc sport car này nó còn có một phiên bản số sàn nữa, nhưng mà Đức sẽ dành cho một cái video khác ha. Không dài dòng nữa, mời anh chị cùng Đức tìm hiểu những nội dung chính của video ngày hôm nay. Ở phần đầu xe thì anh chị sẽ thấy một cái đầu xe rất là sexy, rất là thể thao, khác hẳn với những thiết kế thô ráp của những chiếc Subaru mà anh chị thường thấy ha. Thì vẫn là lưới tản nhiệt hình lục giác đây nha, nhưng không hề có sự hiện diện của chất liệu chrome, mà đó là phần nhựa đen, một thiết kế rất là tối giản. Đây, em Đức sẽ lia camera anh chị thấy. Đèn pha vẫn là đèn pha full LED hoàn toàn nha. Đây là đèn xi nhan. Đèn pha có chức năng liếc theo góc đánh lái ha. Rửa đèn pha được trang bị luôn nha, được trang bị trên tất cả các mẫu xe của Subaru. Vẫn là dải đèn ban ngày hình chữ C, nhưng nó có một sự khác biệt, nó rất là mềm mại ha, chữ C rất là mềm mại luôn. Đây, phần hốc lấy gió phía trước nha, vì là một mẫu xe thể thao nên sẽ ưu tiên về tính khí động học hơn là sự màu mè. Thiết kế rất là đơn giản nhưng rất là đẹp của Subaru BRZ. Đây là khoang động cơ của Subaru BRZ số tự động nha, với hộp số 6 cấp. Thì đầu tiên nhìn vào khoang động cơ được bố trí rất là khoa học nha, rất là khoa học, rất là gọn gàng luôn. Đây, đây là phuộc trước nha, xe thể thao phuộc trước nó không nằm trong kia, nằm ở đây luôn. À, đây là hai thanh rằng, hai đầu phuộc nha. Thanh rằng, đây là nguyên bản của xe luôn, chứ họ xe này không có đổi gì hết nha. Thanh rằng ở đây. Và một điều Đức rất là thích ở trên các mẫu xe Subaru, đó là lọc dầu trang bị ngay góc này luôn. Lọc dầu của BRZ sẽ to hơn lọc dầu của Forester. Thay thế rất là dễ luôn, chứ không có phải là nâng động cơ, nâng xe lên, không có nâng xe lên, nằm ở đây luôn, thay thế rất là dễ. Và một điều đặc biệt anh chị sẽ thấy đặc biệt nhất của cái xe luôn, Toyota đây, D4X. Thì chiếc Subaru BRZ này là thành quả của sự hợp tác giữa hai nhà Toyota và Subaru. Và chiếc Subaru BRZ ở trước mặt anh chị đây là Subaru BRZ thế hệ thứ hai, được ra mắt vào năm 2022. Còn BRZ thế hệ thứ nhất á, đã được ra mắt vào năm 2012. Subaru BRZ còn một người anh em song sinh nữa là Toyota JR86. Đức sẽ đính kèm hình ảnh để anh chị xem, là một người anh em song sinh của nó. Sẽ rất là giống nhau, chỉ có một số điểm khác biệt của hai hãng trang bị cho các mẫu xe của mình. Đây anh chị có thể xem. Động cơ trên Subaru BRZ là động cơ Boxer 4 xi lanh. Động cơ này có mã động cơ là FA24, là một động cơ mới được phát triển của Subaru ha. Với những ưu điểm rất là vượt trội, thì phiên bản số tự động này có cho công suất là 234 PS tại 7.000 vòng. Wow, xe thể thao mà phải chơi 7.000 vòng luôn. Và 250 Nm mô men xoắn tại 3.700 vòng. Những thông số rất là tuyệt vời. Nhưng mà có một cái hơi tiếc là không có turbo nha, không turbo. Đây anh chị có thể thấy, không turbo. Nếu mà có turbo là anh chị đã thấy luôn cái intercooler rồi, không có nha. Xe thể thao nhưng không hề cắt đi tấm cách nhiệt nha, vẫn giữ tấm cách nhiệt đầy đủ mọi thứ.
rất là ấn tượng luôn. Một điều rất là thú vị là anh chị có thể thấy, mặc dù là xe thể thao nhưng mà xe trang bị cả tấm chắn gầm nha. Tấm chắn gầm có thể là anh chị hơi khó thấy qua video. Đây, tấm chắn gầm. Nhìn cái gầm xe rất là kín luôn. Các xe Subaru trang bị rất là đầy đủ tấm chắn gầm ha, chứ không phải như một số mẫu xe mặc dù là xe Nhật, nhưng mà để phần dưới này trống thoát luôn, nhìn nó rất là kỳ cục ha. Đây là mức tiêu thụ nhiên liệu của xe Subaru BRZ 2.4 6AT. Xe sử dụng cầu sau nha, không phải là cầu trước đâu, cầu sau. Một mẫu xe Subaru đầu tiên sử dụng cầu sau. Xăng không chì 8,13 lít kết hợp 12,19 lít trong đô thị, và ở đường trường thì rất là tiết kiệm luôn, uống xăng như người luôn, 5,75 lít là một con số có thể chấp nhận được đối với một mẫu xe thể thao nha. Subaru BRZ thế hệ thứ hai có chiều dài tổng thể là 4.265mm, là gần 4m3 đó. Chiều rộng tổng thể là 1.775mm, là gần 1m8. Chiều cao tổng thể là 1.310mm, là gần 1m3. Và chiều dài cơ sở của xe sẽ là 2.575mm, là gần 2m6. Trong khi đó, vì là một mẫu xe thể thao nên đặt khoảng sáng gầm xe của BRZ chỉ là 13cm. Ở phần hông xe là một thiết kế mang đầy tính khí động học của một mẫu xe thể thao ha. Đây, Đức sẽ quay một vòng để anh chị xem. Vì là một mẫu xe thể thao nên là cái đèn xi nhan nó sẽ nằm ở dưới nha, vừa nằm ở trên đèn vừa nằm ở dưới luôn, thay vì nó sẽ được tích hợp lên cái cụm gương chiếu hậu thì nó sẽ nằm ở dưới nha. Đây là mang gió thoát khí, rất là sexy, mang đầy tính khí động học. Phần dưới đây cái phần lườn này nè, phần đây là cánh đứt gió ở bên hông. Trước giờ anh chị đa phần chỉ nghe tới cánh đứt gió ở phía sau chứ chưa nghe tới cánh đứt gió bên hông đúng không nào. Xe thiết kế 2+2, chỉ có hai cửa thôi, nhưng hai cửa rất là to nha, rất là to, mở rất là rộng luôn. Đây, mở rất là rộng. Xe thể thao cánh cửa kính nhiều lớp nha, không có viền. Phần ốp cửa thì được bọc nỉ nha, nỉ nhưng mà nỉ rất là êm. Phần dưới này là da khâu chỉ đỏ nha, da khâu chỉ đỏ làm nổi bật, nổi bật cái phần chỉ này lên, nhìn nó rất là sang trọng. Phần nỉ rất là êm luôn, thực sự rất là thích cái phần nỉ này luôn, thích nỉ nha. Cánh cửa thì auto cả hai cánh luôn. Đây, được sẽ đóng lại. Đây, đóng lại thì kính sẽ tự kéo lên luôn. Ai sai, mặc dù là xe thể thao nhưng phiên bản số tự động của BRZ thì được trang bị iSight thế hệ thứ 3 với 6 tính năng ha. Ở phần hông xe, điều mà làm cá nhân Đức ấn tượng hơn cả đó chính là bộ mâm lốp đa chấu thể thao. Bộ mâm thiết kế rất là thể thao ha, với tông màu xám, màu xám bạc nha. Thông số của bộ mâm lốp này là 2540R18 với bộ lốp là Michelin Pilot Sport được nhập khẩu từ Đức ha. Rất là thể thao luôn, cho mình một cái cảm giác vận hành rất là gọi là đầy tính thể thao luôn, rất là bốc, rất là tuyệt vời ha. Ở phần đuôi xe thì chúng ta sẽ có một chiếc đuôi xe rất là sexy nha, những đường nét rất là mềm mại, đầy tính khí động học. Đây, Đức sẽ để ngang về cho anh chị dễ xem, dễ theo dõi. Đây, những đường gân có thể là anh chị hơi khó thấy, nhưng những đường gân rất là cứng cáp nha. Cục đèn rất là đẹp, đèn LED hình chữ C với 4 bóng xi nhan một bên. Đây là phần cánh lướt gió phía sau nha, cánh lướt gió đuôi vịt phía sau rất là to, nguyên bản nha chứ không phải là độ đâu,
Đây, phần đèn được vát dài đây, những đường gân nữa đây, rất là khí động học, rất là thể thao. Xe được trang bị 4 cảm biến lùi nha, 4 cảm biến lùi. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, và cả camera lùi. Khá là sốc vì đây là một mẫu xe thể thao nhưng trang bị rất là nhiều tính năng an toàn. Và đặc biệt đó là tính năng phanh tự động khi lùi RAB cũng được trang bị trên phiên bản số tự động. À, rất là sốc luôn. Thì Đức đã có một cái video nói về RAB rồi, sẽ để ở phần mô tả để anh chị theo dõi. Subaru BRZ. Đây là logo Subaru được thiết kế đối xứng nha, rất là hài hòa luôn. Đức sẽ mở cốp lên. Cốp mở cơ nhưng có trợ lực thủy lực nha. Thì vì là một mẫu xe thể thao nên chiếc cốp thì nó cũng không có rộng lắm, vừa đủ để anh chị để những cái vật dụng cơ bản trong cuộc sống hàng ngày. Rất là tuyệt vời vì ở đây mâm và lốp dự phòng đồng kích cỡ với mâm lốp chính nha, không có phải là một cái mâm thép màu vàng đâu. Rồi bây giờ Đức sẽ mở cửa để bước vào trong khoang nội thất của xe. Đầu tiên khi mà chúng ta có chìa khóa trong người nha, trong phạm vi ở gần xe từ 70-80cm đây nha. Nó cũng chìa khóa nó cũng bình thường giống như những cái mẫu xe Subaru khác, không có gì khác biệt nha. Mình sẽ bấm nút này để khóa cửa nha, hai cái gạch này, hai đường gạch này để khóa cửa, và mở cửa thì sẽ có cảm biến ở trong cửa này, mình sẽ mở ra. Đó, mở ra. Rất là ấn tượng. Kính chống tia UV nha, không viền. Đây là phần nỉ được ốp ở trên cánh cửa. Như nãy Đức đã giới thiệu, rất là êm ái, rất là mềm mại, chứ không phải là nỉ giống như những cái xe dịch vụ đâu, không hề giống nha. Phần dưới này là phần da được khâu chỉ thể thao, nhìn nó rất là sport, rất là thể thao luôn. Ở cái hộp này là đựng bình cứu hỏa mini nha, chứ không có để chai nước nha, đặc biệt là chai nước ngọt không nên để nha. Trong đây nha, nó sẽ đổ nước ra làm bẩn cái phần dưới này. Hôm nay đây là nút lock gương. Gương của hai cửa đều là auto hết nha, tự động hết. Còn đây là những cái nút thông thường trên những cái mẫu xe Subaru mà chúng ta thường thấy. Đây là nút lock cửa, đây nút mở cửa, đây là chỉnh gương chiếu hậu, đây là gập gương chiếu hậu nha. Xe BRZ khá là tiếc là không có tự gập gương. Rồi chúng ta sẽ vào trong khoang nội thất. Thì xin lỗi anh chị, nó hơi khó nhìn một chút, là phần vì xe này xe mới nên là Đức xin phép để lại phần bọc ni lông này để cho xe nó mới. Đây là phần da, ghế da được khâu chỉ đỏ nha. Nhưng mà một cái điều rất là hay ở trong này là phần nỉ nha, da pha nỉ thì da phần nỉ này rất là êm, có những cái lỗ thoát khí nè, một cái đường viền, đường gân màu đỏ được may ở chính giữa luôn. Ghế rất là thể thao, ghế chỉnh cơ nha, xe thể thao ghế chỉnh cơ, chỉnh cơ. Đây phần lưng cũng được thiết kế rất là ôm sát người, giúp chúng ta cảm thấy là an toàn khi mình vận hành xe, cảm thấy cơ thể mình được ôm sát với xe. Thì vì cái ghế này được bọc ni lông nên là Đức xin phép là sẽ để lại phần hình ảnh đã chụp để anh chị dễ theo dõi nha, để dễ xem. Rồi bây giờ Đức sẽ đi vô trong khoang nội thất để giới thiệu. Ok, vào xe ngồi thôi. Ngồi vậy nè. Ây da, bước chân vô. Chỉnh ghế. Tuyệt vời. Rồi, để máy thôi. Dậm phanh. Để rồi, chúng ta sẽ có một cái màn hình TFT 7 inch nha, hiển thị thông số
quan trọng như km. Xe này là xe mới nha, xe rất là mới luôn. Tốc độ hiển thị vòng tua máy nha. Sẽ kéo lên một xíu. Ok, ok, nó tới gần. Nó tua máy nè. Đó, thấy chưa? Đó, chúng ta sẽ có một chiếc vô lăng. Vô lăng thể thao nha, nhưng mà không vác ở dưới. Vô lăng bọc da, khâu chỉ đỏ, rất là đẹp luôn, rất là êm luôn. Thì nếu anh chị nào muốn mình quen với cái việc cầm vô lăng to rồi thì có thể là bọc vô lăng nha, bọc vô lăng. Đó, chứ còn vô lăng này thì dành cho cả những anh chị thích cầm vô lăng riêng nha, thích cầm đơn giản, thích cầm nhỏ vậy thôi, không có thích cầm bự. Đây, những cái cửa gió điều hòa làm đứt liên tưởng tới những cái động cơ, như những cái động cơ ở trên máy bay á, máy bay phản lực á nha. Và cũng như những cái dòng xe Subaru khác thì Subaru BRZ vẫn có thiết kế cục A rất là mạnh nha, được làm bằng thép boron rất là cứng, rất là mạnh. Thì chúng ta sẽ không bị điểm mù ở trên cục A nha, gương chiếu hậu được đặt xuống dưới, được đặt lùi về dưới nha, không bị điểm mù ở đây. Quan sát rất là thuận tiện, rất là an toàn khi mình vào cua nha. Đây, bên kia cũng vậy nha. Rồi, trở lại với chiếc vô lăng thì đây là phần còi. Đây là logo Subaru được đặt ở giữa. Đây là những phím về chuyển bài hát, những phím nghe gọi, tăng giảm âm lượng ha. Đây là cần để cài đặt tính năng Adaptive Cruise Control ha. Rất là hay, không nằm ở trên đây mà nằm ở dưới đây. Nha. Đây là những cái nút này là để tăng giảm khoảng cách so với xe phía trước của Adaptive Cruise Control. À, nét, không nét, đây đây, ok. Đây, chúng ta có thể sử dụng phím. Mình có thể là thay đổi giao diện của xe, nó có rất là nhiều giao diện tùy theo nhu cầu sử dụng của mọi người, của anh chị. Đây, bấm bằng nút này, nút mũi tên. Rất là hay. Màn hình cảm ứng nha, rất là nét luôn. Xe nhập khẩu Nhật Bản mà, nét lắm. Đây, chúng ta có thể thay phím home, mình không thay phím tắt nha. Tăng giảm âm lượng ở đây nè. Ứng dụng thì chúng ta có thể là sử dụng Apple CarPlay hoặc Android Auto tùy cái điện thoại của mình. Cũng rất là cơ bản. Nhưng mà rất là nhạy nha, dùng rất là nhạy luôn, chứ không hề cù bắp nha, rất là nhạy luôn. Nước nè, mặc dù có một cái tấm bảo vệ ở ngoài đâu nha, nhưng mà rất lướt nè, thấy không? Lướt, anh chị có thấy không? Lướt rất là nhạy luôn. Chẳng khác gì cái iPad của anh chị cả. Phần dưới này, cụm điều hòa. Thiết kế rất là đẹp ha. Kiểu phím đàn ha. Kiểu phím đàn. Đây là xoay kính trước nè, xoay kính sau nè. Chỉnh mode là chỉnh chế độ nè. Đây là lấy gió trong, lấy gió ngoài nè. Đó, xin đi hòa một vùng. Nhưng mà căn bản thì Đức nghĩ là nên để chế độ hai vùng độc lập ha. Tắt nút xin đi. Đó, hai vùng độc lập. Cộng chỉnh đi hòa. Đi hòa chỉnh ở đây. Những cái nút cơ học rất là thông dụng. Tiếng kêu rất là thích, rất là kêu cạch cạch cạch. Rất là thích nha. Rất là cơ khí luôn. Thì đi xe chỉnh điều hòa mà phải chỉnh những cái cụm như vậy, những nút cơ khí như vậy, nó sẽ an toàn hơn trong quá trình di chuyển nha. Cần số thì đây là phiên bản số tự động 6 cấp. Đây, cần số bọc da nha, rất là thể thao luôn. Dặm phanh để về số như vậy, zig zag. Đây là những cái chế độ lái, như là track mode nè. Track mode rất là tuyệt vời luôn, đi rất là cảm giác luôn. Tắt cân bằng điện tử nè, lái thể thao nè, snow nè. À, cá nhân Đức đã từng chạy chiếc Subaru BRZ này, tăng tốc từ 0 cho tới 100, tốc độ 100 km/h, thì số chỉ ở số 2 thôi nha, số 2 thôi. Đây là nút sưởi ghế và sấy, sưởi và làm mát ghế, Đức xin lỗi, sưởi và làm mát ghế, cả hai ghế luôn nha, cả ghế tài và ghế phụ luôn, ghế tài và ghế phụ luôn, rất là hay luôn.
đây là một cái hộp để đồ, thì mình mở ra bằng cách nhấn vào đây, nó sẽ mở ra để được rất xin lỗi, cái này là hộp để cốc, để đây rồi, có thể để đây nữa, nhưng mà khá là tiếc là khi mà đóng lại á, thì mình phải đóng bằng tay như vậy. Mở ra thì bấm rất là xịn sò luôn. Đây là những cái cổng kết nối. Đây là hai cổng sạc nha, cổng sạc nhanh và cổng và jack 3.5. Trần xe thì là một thiết kế một màu đen rất là sang trọng nha, xe thể thao nhưng mà rất sang trọng luôn. Đây là hai camera iSight thế hệ thứ 3 với 8 tính năng. Xin lỗi, 6 tính năng. Đó là phanh tránh va chạm nè, kiểm soát bướm ga tránh va chạm nè, Adaptive Cruise Control nè, cảnh báo xe phía trước di chuyển nè, cảnh báo đảo làn nè, và tính năng cuối cùng là cảnh báo lề làn ha. Đèn nội thất là đèn halogen nha, tắt như vậy. Gương chiếu hậu, kính trang điểm, tấm chắn nắng có trang bị kính trang điểm, có gương luôn. Đây mới là gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu này khá là tiếc là chống chói cơ thôi nha. Mình chống chói bằng cách gạt cái cần này xuống, lại này gạt xuống nè, đó. Và tới đây thì nhiều anh chị sẽ thắc mắc là hai ghế ở phía sau này có ngồi được hay không. Đức sẽ thử luôn. Kéo lên nha, kéo cơ nha, chỉnh cơ, đại hết lên, gập hết luôn. Đây. Rồi ok, mời anh chị cùng Đức ra phía sau ngồi. Đây là hàng ghế phía sau. Bước cho thử nha. Chạm đầu, ngồi chạm đầu nha, chạm đầu. Thì theo Đức thấy phía sau này chỉ dành cho trẻ em ngồi thôi, mà mình cũng không có trẻ em nào muốn ngồi phía sau này vì nó rất là chật chội. 2+2 mà, 2+2 thì mình nên để đồ đạc phía sau, hoặc là thậm chí lâu lâu chở thú cưng đi thì cho nó ngồi phía sau thôi, chứ trẻ em ngồi phía sau này cũng tội nó lắm. Và đó là tất cả những gì mà Đức muốn giới thiệu đến anh chị về chiếc Subaru BRZ trong buổi chiều ngày hôm nay. Đây là phiên bản số tự động nha, nó còn một bản số sàn nữa, giá sẽ thấp hơn 100 triệu. Và phiên bản số tự động ở đây có giá ưu đãi, Đức sẽ báo giá lăn bánh luôn nha, là 1.800 triệu tại Subaru Đà Nẵng trong tháng 2/2024. Và nếu như anh chị muốn tìm hiểu kỹ hơn về Subaru BRZ, hoặc là muốn Đức tư vấn một cách kỹ càng, thì anh chị hãy liên hệ cho Đức theo số điện thoại là 0906 409 003. Đức sẽ tư vấn ngay khi anh chị có nhu cầu. Và cuối cùng, nếu như anh chị thấy những thông tin mà Đức mang lại đem lại nhiều điều hữu ích đối với anh chị, thì hãy đừng ngần ngại mà cho Đức một lượt đăng ký kênh cũng như một lượt like video để Đức có động lực ra những video tiếp theo. Hẹn gặp lại anh chị ở video giới thiệu chi tiết về Subaru BRZ. Xin chào.